Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương và các Phật tử. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2021, nhằm ngày 23 tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu. Đây là chương trình Tiếng Chuông Tỉnh Thức phát thanh từ đạo tràng Quán Âm Thiền Tịnh tại thành phố Sydney, Úc Châu, chia sẻ Phật pháp mỗi buổi tối từ 8 đến 9 giờ để chúng ta cùng nhau trao đổi và tu tập trong 3 tháng mùa hạ kiết hạ an cư, để sát tấn cho nhau trên bước đường giác ngộ giải thoát, để đền ơn chư Phật, đền ơn tổ thầy, đền ơn đàn na thiếu chủ, quê hương đất nước, và cầu nguyện cho thế giới được mau chấm dứt bệnh dịch corona COVID-19, cho đất nước Việt Nam, Úc Châu đều được có một cuộc sống an lành, vạn sự như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần thứ tư là phần đạo đế. Nó tổng quát về đạo đế như trong bài trước đã nói, muốn thực chứng thể nhập niết bàn thì phải tu theo phương pháp mà Phật đã dạy, phương pháp chân chính có hiệu quả chắc thật. Để thành Phật đó là đạo đế. Phần này là phần quan trọng nhất trong bài Tứ Diệu Đế. Vì nếu có rõ biết đời là đau khổ, nguyên nhân của nó là gì, và nếu có thiết tha cầu giải thoát khỏi cảnh khổ để đến một cõi an vui tốt đẹp nhất là niết bàn. Nhưng nếu không có phương pháp hiệu nghiệm để thực hiện ý muốn ấy thì biết cho nhiều cũng vô ích và càng thêm đau khổ. Do đó đạo đế là phần quan trọng và được Phật dạy một cách rõ ràng, chu đáo. Đạo đế có 37 phẩm trợ đạo, chia ra làm 7 loại. Một là bốn món niệm xứ, tức là tứ niệm xứ. Hai là bốn món chánh cần, tức là tứ chánh cần. Thứ ba là bốn món như ý túc, tức là tứ như ý túc. Bốn là năm căn, tức là ngũ căn. Năm là năm lực, tức là ngũ lực. Thứ sáu là bảy phần bồ đề, tức là thất phần bồ đề, hay cũng gọi là thất giác chi. Bảy là tám phần chánh đạo, tức là bát chánh đạo, hay là bát thánh đạo. Định nghĩa tứ niệm xứ: tứ là bốn, niệm là hằng nhớ, nghĩ xứ là nơi chốn. Tứ niệm xứ là bốn chỗ, bốn điều mà kẻ tu hành thường để tâm nhớ nghĩ đến. Đó là: một là quán thân bất tịnh, hai là quán tâm vô thường, ba là quán pháp vô ngã, bốn
làm quán thọ thị khổ. Một là quán thân bất tịnh, nghĩa là gì? Tức là chúng ta phải quán sát, tập trung tư tưởng để quán sát cho thấu đáo. Bất tịnh nghĩa là không sạch. Quán thân bất tịnh nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát một cách tường tận về sự dơ bẩn của cái thân ta. Nói cái thân là bất tịnh, chắc có nhiều người ngạc nhiên phản đối, cho là Phật đã nói quá đáng. Trong đời còn cái gì là quý báu hơn cái xác thân đâu? Người ta bảo bọc nó, nâng niu nó, cung phụng nó đủ điều, người ta cung cấp cho nó đủ thức ăn ngon, vật là người ta đùm bọc nó trong hàng lụa là gấm vóc, người ta che chở cho nó trong nhà cao cửa lớn, người ta dám làm tất cả những việc bất nhân tổng đức để cho nó được sung sướng. Cái thân được quý chuộng tôn trọng như thế mà bảo rằng nó là dơ bẩn gớm ghiếc thì ai mà nghe cho được? Xong bình tĩnh mà xét lại, cái thân này thật không có gì là trong sạch cả. Ngay từ khi mới đầu thai, cái thân này đã là bất tịnh rồi, vì nó là do hai thứ nhơ nhớp là phụ tinh và mẫu huyết mà cấu thành. Ở trạng thái đầu tiên nó chẳng khác gì một con hổ trùng, rồi dần 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 lớn bằng hạt đậu, rồi bằng miếng thịt nằm lăn trong máu me nhơ nhớp. Về sau nhờ sự duy trì của nghiệp thức được tượng hình người, chìm ngập trong một cái bọc đầy máu huyết, cái thân nằm co rút trong đó cho đến 9 tháng 10 ngày, rồi chung theo một con đường rất là bẩn thỉu đẻ ra khỏi bụng mẹ. Từ đó nhờ những thực phẩm phần nhiều cũng không được tinh khiết gì như thịt cá, mà cái thân lớn dần. Nếu xét về sự tiêu hóa của thức ăn thì chúng ta cũng không khỏi lấy làm khó chịu. Những món ngon vật lạ mới nuốt vào thì cũng ưa thích, nhưng khi đã nuốt vào khổ khổ, cách một đêm đã biến thành đồ bất tịnh. Khi bài viết ra thì không ai chịu nổi ngay đến chủ nhân của nó. Chưa nói đâu xa, cái thân này vài ngày chưa tắm đã thấy bẩn thỉu, hôi tanh rít rấm. Cái miệng dậy chưa xúc đã nghe có mùi hôi rồi. Trong thân chính lỗ thường trôi chảy ra những đồ bất tịnh như đại tiểu, ghen rải mũi dài. Lắm chuyện nhơ nhớp đó là mới nói bề ngoài, bề trong thân người lại dơ hơn thập phần. Khi một bụng một con gà con heo ta thấy một đống, nào là một chứa ruột non ruột già, tim gan phèo vội bong bóng, như thế nào thì các bộ phận trong cơ thể ta cũng chẳng khác gì thể ấy. Nhất là bộ phận tiêu hóa là chỗ chứa đựng đủ thứ vật thực hôi thối, chẳng khác gì một thùng phân. Đó là bởi nói khi lành mạnh, còn khi đau ốm lại càng dễ sợ hơn. Nào đàm, nào mũi, thúi tha, tanh hôi không sao chịu được. Nhất là gặp những bệnh nan y như lao cùi, giang mai quá liệu. Thời nay thêm cái bệnh ấy, thật thì thật là không ai dám lại gần.
Đó là khi trẻ còn khi già, đầu bạc răng long, lưng còn da nhăn mã cốt, đi đứng yếu ớt, không còn đủ sức để sửa soạn bề ngoài, thì càng nhớt nhúa hơn nữa. Đến khi chết, nghiệp thức không còn duy trì để thay lớp mới đối với lớp cũ, thì da thịt rã rời đụng đâu rượu đấy. Nếu không đem chôn cất cho kính thì rùi bọ trôi dồi rút rỉa, mùi hôi thối xông lên không ai chịu nổi. Vậy cái thân này quả thật là bất tịnh, không còn chối cãi vào đâu được. Nhưng người đời vì không xét kỹ nên mới yêu quý nó, cung dưỡng nó đủ điều. Thân ưa thì mình ưa, thân ghét thì mình ghét, làm nô lệ cho thân, gây nghiệp chịu quả báo, đời đời kiếp kiếp không dứt. Cũng vì thân mà tham sân si nổi lên, cũng vì thân mà sát đạo dâm sinh ra, ác khẩu hoành hành trăm ngàn vạn điều lỗi lầm. Cũng vì quá cưng dưỡng cái xác thân giả tạm này mà tạo thành ra. Vậy Phật tử cần phải quan sát rõ cái thân là bất tịnh mới tránh được những nghiệp tham ái. Nhưng quan sát như thế nào? Xưa ở xứ Ấn Độ, khi một có người muốn quan sát thân bất tịnh thì tìm đến khu rừng người ta bỏ xác người chết, gọi là thi lăng, để quán theo lối cụ tượng quán. Của Phật dạy phép quán này gồm các giai đoạn như sau. Một, trướng tượng là ngày đầu ở gần bên cạnh thấy chết, quán thấy sình trướng to lên. Hai là thanh ứ tượng, ngày thứ hai là quán thay bị gió nắng xanh sáng. Thứ ba là hoại tượng, ngày thứ ba là quán thay bị rã nát. Quyết độ tượng là ngày thứ tư, quán thay máu thịt rơi rớt lai láng. Ngày thứ năm quán thay chết, da thịt rụt rã. Ngày thứ sáu hán tượng là ngày thứ sáu, quán chim thú đến bộ ăn thay. Tán tượng là ngày thứ bảy, quán sau khi chim thú ăn, gân xương đầu mình tay chân chia tan nát vỡ. Cốt tượng là ngày thứ năm, quán huyết thịt đã hết, chỉ còn bộ xương trắng bừa bãi. Thiêu tượng ngày thứ chín, quán bộ xương trắng đốt cháy thành tro đất. Chính phép quán tượng này đối trị lòng tham sắc dục. Một khi phép quán này đã thuần thục thì kẻ tu hành thấy một cách tường tận như ở trước mắt. Thân mình và tất cả mọi người đều bất tịnh, không có gì đáng quý chuộng ham muốn. Do đó, có thể đối trị được bệnh tham sắc dục là một bệnh rất trầm trọng và nguy hiểm của con người trên bước đường tu hành. Nhưng quán thân bất tịnh là để trừ lòng tham sắc dục, chứ không phải để ghê tởm thân mình đến nỗi đi hủy bỏ mạng sống như 60 vị tỳ kheo trong thời Phật còn tại thế. Sau khi quán thân bất tịnh thuần thục rồi, thấy ghê tởm mình và người chung quanh, đến nỗi thuê người giết đi, đấy là một điều mà Đức Phật nghiêm cấm. Ngày nay chúng ta không có được huệ nhãn như Phật để trỏ vào bọn nữ sắc mà thiên ma sai đến để quấy rối, và bảo rằng những cái túi da đựng toàn những đồ dơ bẩn kia
phải đi đi. Ta không dùng, nhưng nhờ khóa học đã phát minh ra quang tuyến, chúng ta có thể thấy được rõ ràng những bộ xương sườn, xương sống, đầu lâu, tim gan, theo phổi của một tuyệt thế giai nhân. Qua ống rồi kiếm và chỉ chừng ấy cũng đủ cho chúng ta quan niệm rằng cái đẹp chỉ là bộ mã bên ngoài mà thôi, là lớp da bọc, chứ bên trong thì bộ xương người nào cũng giống nhau cả. Và chiếu qua quan tuyến thì cái đầu lâu của một người đẹp cũng khác gì cái đầu lâu trắng phiếu đang nằm lăn lóc ngoài bãi tha ma. Hỡi Phật tử, nếu ai đã phát tâm chân thật tu hành thì hãy cố gắng thi hành pháp quán thân bất tịnh. Nếu chưa đủ phương tiện để thực hành phép quán ấy thì cũng đừng bao giờ nên quên rằng thân người không trong sạch, không có gì đáng say mê đắm đuối để đến nỗi phải gây ra bao nhiêu tai hại tội lỗi không lường cho mình và cho những người chung quanh. Hai là quán tâm vô thường. Quán tâm vô thường nghĩa là cái tướng của tự tâm chúng ta luôn luôn đổi thay. Không thường, cái tướng của tự tâm là gì? Chính là cái phân biệt, cái hiểu biết hàng ngày, cái thức trí hàng ngày. Người không học Phật thì không nhận biết thể chân như rộng lớn cùng khắp của vũ trụ, mà nhận lầm cái phân biệt, cái thức là ta, và cho rằng cái ta ấy là thường còn, không thay đổi như những ngoại đạo chấp có thần ngã hay có linh hồn thường trụ. Thần ngã là lối chấp của số luận sư, họ cho rằng mỗi chúng ta có một thần ngã tự tại trong sạch, nhưng vì phân biệt nên nhận thấy có vũ trụ vạn hữu, rồi sanh lòng ưa muốn bỏ mất thần ngã tự tại trong sạch ấy. Vậy muốn cho thần ngã được giải thoát thì phải dứt cả các món phân biệt, dứt cho hết sạch, không thấy, không nghe, không biết nữa thì thần ngã mới hiện lộ ra. Và khi ấy mới nhận biết rằng vì mình mới sanh ra có vũ trụ, họ cho như thế là rốt ráo, mà không biết thần ngã ấy cũng chỉ là vọng thức mà thôi. Còn linh hồn là nói chắc của đa số thần giáo, họ cho rằng duy có xác thật chết, chứ cái linh hồn trong trường hợp nào cũng vẫn nhận biết mình, biết người, cũng thấy nghe như xác thật, không bao giờ chết. Nhưng sự thật không phải thế, cái tâm của chúng ta không thường chút nào hết. Nó thay đổi luôn, khi nhỏ khác, khi lớn khác, khi có học khác, khi chưa học khác, khi vui, khi buồn, khi thương, khi ghét, khi chuyên niệm về một chỗ, khi tản mát ra các trần duyên. Thật không có gì là thường hết, nó là tâm pháp vô thường, nó thay đổi đủ cách, tùy chỗ tu tập của mình mà tiến hóa. Nếu tâm là thường thì không có sanh tử, nếu tâm là thường thì dù có tu hành cũng không tăng trưởng. Thì người dốt cứ dốt, người vùng cứ vùng, người giữ cứ giữ. Nếu tâm là thường thì không có nhân quả, tu cũng chừng ấy, mà không tu cũng chừng ấy, giữ cũng chừng ấy, mà lành cũng chừng ấy, cho đến người học, người không học cũng như nhau, chẳng có gì sai khác thay đổi cả.
Vì muốn đối trị cái vọng chấp kia, nên Phật mới dạy phép quán tâm vô thường, để cho chúng sinh nhận biết rằng cái tâm không phải như một vật bất biến vô dụng, không phải là cái ta. Chắc thật muôn đời rồi nương vào đó mà sanh ra không biết bao nhiêu là vọng tưởng phiền não, những tánh tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân, đều do ngã chấp mà sanh ra cả. Lại cũng vì chấp tâm là thường nên chi chi cũng cho là do bản tánh của mình không thể sửa đổi được, như bảo tánh tôi hay nóng giận, hay tham lam, tánh tôi hay đam mê đờn ca sướng hát, tánh tôi thích cờ bạc rượu chè, hoặc cho đó là một lối bào chữa, vì không phải lỗi tại họ mà tại cái bản ngã chấp thuận của họ. Như thế rồi không làm sao sửa đổi được, do đó họ không thể nâng cao tâm trí theo con đường chân chánh được. Vậy Phật tử chúng ta cần phải quan sát cái tâm vô thường đối, cái tâm mê lầm ra cái tâm giác ngộ, phải trừ ngã chấp để ra vòng sanh tử luân hồi. Thứ ba là quán pháp vô ngã. Pháp theo tiếng Phạn là Đa Ma, Hán dịch là quỷ trì, nghĩa là nắm giữ phạm vi của mình như vuông, dài, tròn, méo, để mỗi khi người ta trông đến liền nhận biết cái này là vật gì và khỏi lẫn lộn với vật khác. Nghĩa chữ pháp rộng lớn mênh mông, chỉ cho tất cả mọi sự vật trên vũ trụ, chẳng những các vật hữu hình cho đến các vật vô hình tưởng tượng như lông rùa, sừng thỏ cũng gọi là pháp cả. Còn ngã có nghĩa là chủ thể, là riêng có tự tướng của mình. Người ta thường chấp các pháp đều có tự tướng, có cái ngã riêng biệt. Người có tự tướng của người, vật có tự tướng của vật, thế giới có tự tướng của thế giới, quốc gia có tự tướng của quốc gia, xã hội có tự tướng của xã hội, đã chắc có tự tướng của mình tất nhiên thấy có tự tướng của người khác. Đối với tự tướng của một vật, thể về mình thì không về người khác, còn về người khác thì không về mình. Do đó sinh ra tâm niệm nhân ngã bị thần, quý trọng khinh rẻ, tranh chấp đấu tranh trong xã hội. Xong xét ra cho kỹ thì các pháp nào phải thật có tự tướng, nói về lục trần tức là sắc thinh hương vị xúc pháp. Đối với không động, đối với tình sanh, đối với diệt, nào có cái gì riêng một mình thật có tự tướng đâu. Trần đối với căn mà có hình tướng, căn đối với trần mà có tác dụng. Ngoài trần không có căn, ngoài căn không có trần. Như thế thì biết tất cả các pháp dù căn dù trần cũng đều không có tự tướng. Trong kinh Lăng Nghiêm có câu: nhân duyên hòa hợp hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly hư vọng hữu diệt. Nghĩa là các nhân duyên nhóm hợp thì giả dối có sanh, các nhân duyên chia rẽ thì giả dối có bại diệt. Vậy đủ biết tất cả các pháp làm nhân duyên cho nhau, in tuồng là có, chứ không có tự tướng. Không có tự tướng tức là vô ngã, vô ngã tức là không ta, không của tôi, không của ta. Ví như trong chiếc chiêm bao,
Vì nhân viên chiêm bao hiện ra thấy có cảnh này, cảnh khác. Đương khi ấy, người chiêm bao cũng lầm tưởng là thật có. Đến khi thức dậy mới nhận ra đó là cảnh giả dối trong chiêm bao. Chúng ta cũng thế, vì mê lầm nên không nhận ra được sự giả dối của sự vật trong khi tâm duyên với cảnh, cảnh duyên với tâm. Vạn pháp hiện ra giữa vũ trụ, chúng ta tưởng là thật có, thật ra các pháp đều không tự tướng, đều là vô ngã. Chúng ta không biết lý pháp vô ngã, cho nên ngoài bị hoàn cảnh kích thích, trong bị phiền não lay động, quay cuồng theo sự múa rối của giả cảnh. Vì thế tuy muốn tự tại mà chưa lúc nào chúng ta được tự tại. Muốn an vui mà chưa lúc nào được an vui. Muốn thường trụ mà vẫn phải trôi lăn trong vòng sanh tử. Nếu chúng ta chứng được pháp vô ngã rồi, thì một thể vô ngã trùm khắp cả pháp giới. Pháp giới tức là bao trùm cả vũ trụ. Cảnh cũng là vô ngã, tâm thức cũng vô ngã. Vô tức là không, ngã tức là ta, tức là không của ta. Thì còn cái chi mà ghét, mà thương, mà phải chịu sanh tử luân hồi nữa. Pháp vô ngã là lối tu giải thoát rốt ráo. Nếu ai ai cũng biết tu hành vô ngã một đôi phần, thì đâu có sự ích kỷ, hài nhân và cảnh tượng thế giới hòa bình đâu phải là một điều không thể thực hiện được. Bốn, quán thọ thị khổ. Thọ là chịu, nhận lãnh. Thọ thị khổ nghĩa là có nhận lãnh là có khổ. Nhận lãnh đây là nhận lãnh cái gì? Vì và vì sao nhận lãnh lại khổ? Nhận lãnh ở đây có một nghĩa vô cùng rộng rãi, nghĩa là nhận lãnh tất cả những gì mà người đời có thể nhận được trong cuộc sống. Trước tiên nhận lãnh cái thân này là cái thân riêng của ta, cái tâm này là cái tâm riêng của ta. Sự thọ nhận này là nguồn gốc đầu tiên để thọ nhận cái khác về sau. Để giữ gìn thân mạng, ta thọ cái ăn, thọ cái mặc, thọ chỗ ở, thọ sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thọ những cái gì làm cho ta khoái trá, thích thú, vui vẻ. Và lòng tham càng nhiều thì thọ lại càng lắm. Từ cái thọ cần thiết cho cuộc sống, ta tiến dần đến những cái thọ ít cần thiết, rồi đến những cái thọ xa xỉ, thừa thải, vô ích. Nhưng vì thói quen, gốc nhặt, tham lam, không thể bỏ qua được. Nói tóm lại, mọi chúng sanh, một cuộc đời là một chuỗi thọ nhận liên tiếp. Vì chính sự thọ nhận ấy là mầm chính của đau khổ. Trước tiên ta thọ nhận cuộc đời như cuộc đời là gì nếu không phải là một trường đau khổ. Như chúng ta đã thấy trong phần khổ đế, nào sanh, nào lão, nào bệnh, nào tử. Nào yêu mà phải xa lìa, nào oán ghét mà phải gặp gỡ, vân vân. Thật là toàn những khổ, nhưng đó là mới nói những nỗi khổ căn bản, ngoài ra còn bao nhiêu nỗi khổ khác. Cũng do thọ mà ra, như nhận được một cái gì cho là quý, thì nôn nốt sợ mất, lo tìm kiếm cách này trước nọ để giữ gìn nó. Nhưng cuộc đời đã là vô thường, thì còn cái gì là tồn tại mãi?
ngay cuộc đời của ta mà cũng không giữ mãi được thì còn cái gì giữ được nữa. Do đó sanh buồn thương tiếc nuối, mất ăn bỏ ngủ, và người càng thọ nhiều chừng nào lại càng khổ chừng ấy. Thọ tức là nhận lãnh, thu vào, gom góp, giữ gìn. Kẻ giàu thì sợ mất của, kẻ có địa vị thì sợ mất địa vị, kẻ có người yêu đẹp thì sợ mất người yêu, kẻ có danh vọng thì lo sợ mất danh vọng. Nhưng có phải muốn thọ lãnh thì bao giờ cũng được thọ lãnh theo ý muốn đâu. Thọ mà may gặp thuận cảnh thì được thọ dài trong phút đầu tiên, nhưng thọ mà gặp nghịch cảnh thì càng thêm đau khổ. Ở đời thuận cảnh thì ít mà nghịch cảnh thì quá nhiều. Thường thường ta ngửa tay mong nhận lãnh một cái này mà một cái trái ngược khác lại rơi vào tay ta, do đó sanh giận dữ, thất vọng và khổ đau. Đó là nghĩa thọ thì khổ. Phép quán này mục đích đối trị bệnh tham là một bệnh trăm năm trọng nhất trong các bệnh phiền não, đã ăn sâu gốc rễ trong lòng chúng sinh từ lâu đời lâu kiếp. Vậy Phật tử chúng ta muốn diệt trừ tánh tham phải quán thọ thị khổ. Ta phải luôn luôn nhớ lời Phật dạy: hãy có lãnh thọ thì có khổ, càng lãnh thọ nhiều thì càng khổ lắm, càng ít lãnh thọ thì khổ đau càng ít. Tất nhiên chúng ta không thể xả bỏ tất cả trong một lúc, nhưng chúng ta nên tuần tự xả những gì dễ xả, có thể xả được rồi đi dần đến những cái khó xả. Càng xả chừng nào lại càng nhẹ gánh đau thương. Người đời thường cho rằng càng gánh nhiều vàng bạc châu báu danh vọng địa vị sắc đẹp vui thú lại càng sướng, nhưng đã gọi là gánh gì thì gánh cũng là gánh, và càng gánh nặng thì vai càng đau, chân càng mỏi, đi càng chậm. Tóm lại, khổ càng nhiều trái lại nếu chúng ta không lãnh thọ như sắc đẹp, mùi ngon, vị lạ, vân vân, thì thân tâm ta không bị lay động. Đối với cảnh ta thấy không có gì đáng ưa, cũng không có gì đáng ghét, không có gì đáng vui mừng, cũng không có gì đáng khổ sở. Như thế mới được an nhiên tự tại, thoát vòng khổ đau. Kết luận rằng tứ niệm xứ là một giáo lý căn bản trong phần đạo đế. Có hiểu được giáo lý này một cách tường tận thì sự tu hành mới vững chắc được. Nó đánh đổ được một cách rốt ráo bốn thành kiến sai lầm lớn lao của con người, là tưởng thân mình là quý báu trong sạch tốt đẹp, tưởng tâm mình là vĩnh viễn thường còn như một linh hồn bất diệt, tưởng mọi sự vật trên đời này là chắc thật và trường cửu, tưởng thu nhận gom góp được nhiều chừng nào thì sung sướng chừng nãy. Nhưng sự thật lại rất trái ngược. Một thân thì bất tịnh như một cái đại đựng đồ dơ không đáng nâng niu chiều chuộng. Hai tâm thì vô thường luôn luôn biến đổi theo với hoàn cảnh bên ngoài, không có gì là trường tồn bất diệt. Thứ ba, pháp thì vô ngã không có tự tánh nhất định, không chắc thật mà đều là như huyền như hóa. Bốn, thọ thì khổ, chẳng hạn ta thọ lãnh
Cái thân là dơ bẩn ta thọ lãnh, cái tâm thì tâm là vô thường và luôn luôn biến đổi ta thọ lãnh. Sự vật chung quanh thì sự vật đều giả trá, như khói như mây. Do đó càng thọ lãnh nhiều chừng nào lại càng đau khổ nhiều chừng ấy. Và chúng ta phải luôn luôn quan sát và ghi nhớ bốn sự thật trên đây. Càng chứng được bốn sự thật ấy chừng nào thì sự chấp ngã, chấp pháp, tham sân si lại càng bớt dần chừng ấy. Phật tử càng nắm vững bốn sự thật ấy chừng nào thì sự tu hành theo các môn trong đạo để sau này, như bốn món chánh cần, bốn món dư ý túc, ngũ căn ngũ lực, các bồ đề, bát chánh đạo, vân vân, mới vững mạnh và nhanh chóng có kết quả chân chạy. Tiếp theo, nhà sư xin kể một mẫu chuyện. Mỗi ngày một câu chuyện. Hôm nay nhà sư xin kể một câu chuyện thoát vòng tục lụy. Thở xưa có một nhà sư tên là Ngọc Lâm, xuất gia tu học từ thuở nhỏ, đầu óc thật thông minh, nhạy bén, ngoại hình thanh tướng rất là thanh lịch, hảo tướng, giọng nói dịu dàng, gương mặt trong sáng, sư phụ rất là tin tưởng, mến thương. Một hôm có một nàng tiểu thơ tên là Thiên Kim, con ông quan huyện, đi đến chùa thắp hương lễ Phật. Sư Ngọc Lâm đứng hầu chuông và nhận những dĩa trái cây, những bó hoa tươi do tiểu thơ mang đến cúng chùa, nhờ sư Ngọc Lâm sắp xếp dâng lên cúng Phật dùng cho nàng. Tiểu thơ nhìn Ngọc Lâm vẻ mặt trang nghiêm, nụ cười hoan hỷ, tiếp xúc nhã nhặn, lời nói dịu dàng, đi đứng khoan thai. Nàng có cảm tình với sư Ngọc Lâm. Khi ra về, Ngọc Lâm đưa tiễn tiểu thơ Thiên Kim ra khỏi cổng và đóng cửa chùa. Nàng về thầm thương trộm nhớ hình bóng và giọng nói của sư Ngọc Lâm. Càng ngày càng xấu nặng, sanh ra bệnh tương tư, bỏ ăn, bỏ ngủ. Quan huyện mới hỏi cớ sự lý do tại sao, đứa tới gái mới thuộc rõ tự sự. Thì quan huyện vì thương tiểu thơ, sợ con gái mình chết mất, nên vội vã lên chùa xin gặp vị hòa thượng trụ trì để bàn việc đám cưới Ngọc Lâm cho tiểu thơ Thiên Kim. Nếu không là nhà chùa sẽ giết quan hữu một ngàn người, sẽ mất lòng từ bi. Vị hòa thượng hứa sẽ sắp xếp bàn lại với Ngọc Lâm, rồi thông báo sao mọi việc hòa thượng chỉ dạy rõ ràng cho sư Ngọc Lâm. Vẫn xả áo nhà tu làm đám cưới linh đình như một đám cưới con quan huyện. Khi đám cưới xong, mãn tiệc, một đêm thử thách đối với sư Ngọc Lâm là đêm động phòng qua chút, phải làm thế nào theo lời sư phụ chỉ dạy. Là Ngọc Lâm bảo nàng tiểu thơ phải thắp một cây hương dài và to lớn lên để đi kinh hành niệm Phật từ tối tới sáng. Và Ngọc Lâm tiếp tục giảng dạy giáo lý Phật pháp, kiếp sống vô thường, tu là cội phúc, tình là dây hoang, đời là bể khổ, đạo là thánh nhàn. Đã bao kiếp gây nợ vợ chồng quan trái, tạo nghiệp con cái biết bao năm cực khổ gian nan, rồi cũng phải chia ly.
Đôi mắt long lanh của nàng hôm nay mai này sẽ mờ đục đi, mái tóc xanh thước tha miệt mượt mà của nàng hôm nay mai này sẽ bạc màu đi, thân hình dịu dàng kiều diễm của nàng hôm nay mai này sẽ tàn phai theo đội búa của thời gian. Chi bằng chúng ta phải cố gắng nỗ lực vượt qua biển ái sắc tình, trầm lưng trong những biển khổ, cất bước lên đường xuất gia theo Phật, tu tập cho chứng thành đạo quả, xem nhau như là bạn lữ đồng tu, sách tấn cho nhau trên bước đường giác ngộ giải thoát, cho chính mình và cho cả chúng sinh, đem tình thương đại đồng mà cống hiến cho đời, để lại tấm gương sáng mãi mãi cho hậu thế. Tiểu thơ nghe ngọc lâm giảng pháp, nàng thức tỉnh, quay đầu ăn năn sám hối và cho phép ngọc lâm trở về chùa sư phụ đang mong đợi. Tiểu thơ sau đó cũng đi xuất gia làm tỳ kheo ni, tu tập tinh tấn và bệnh tình đã dứt hẳn, nỗ lực làm việc Phật sự lợi lạc cho chúng sanh. Sau cùng là nhà sư sinh ngâm một bài thơ thứ hai với tựa đề Tưởng nhớ ân tổ thầy, do nhà sư sáng tác. Tổ thầy sư phụ đã dạy công, trọn kiếp con đây mãi ghi lòng, một ngày một chữ ân sư phụ, dù cách phương trời vẫn nhớ mong, nhờ anh thầy tổ mới biết tu, bước đầu khó khăn khổ mặc dù, thuốc đắng đã tập mau lành bên, thức khuya dậy sớm ráng công phu, thầy tổ khai sơn tạo lập chùa, bước đầu tạo lập thật là chúa, mồ hôi nước mắt bao công sức, lịnh sử lưu danh suốt bốn mùa, ân thầy dạy dỗ sánh bằng non, biển kia có cạn núi có mòn, ơn thầy ơn tổ luôn ghi nhớ, giữ đạo luôn tròn hỡi trò con, đã mấy mươi năm vắng bóng thầy, giác linh sư phụ đã về tây, nhìn lên bàn thờ hương nghi ngút,
con nhờ năm xưa học với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính để đầu đảnh lễ kính chúc quý chư tôn đức được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ Phật sở biến thành Bồ đề mau chứng đắc, là một tàng cây bốn mắt để che chở cho cuộc đời bớt đau khổ, là một con thuyền mắt nhạn để đưa cho tất cả chúng sanh trở về bến bờ giác ngộ giải thoát. Và nhà sư xin kính chúc cho tất cả quý đồng hương Phật tử bốn phương xa gần được phước huệ tròn đầy, thân tâm thường an lạc và luôn luôn tinh tấn trong ánh hào quang của chư Phật. Và sau đây xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chư Phật mười phương gia hộ cho tất cả đồng hương Phật tử tại Việt Nam, Úc Châu và trên toàn thế giới được mau sớm chấm dứt, vượt qua đại dịch Corona Covid-19 để được một cuộc sống an lành, vui tươi, hạnh phúc. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin đến từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin đến từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời điều an lành, tất cả các thời điều an lành, xin đến từ bi thường gia hộ. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều trốn thành Phật.